Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh không khí khai giảng năm học mới 2020-2021 tại các địa phương trong tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí khai giảng năm học mới của toàn quốc, sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự chia vui và đánh tiếng trống đầu tiên khai giảng năm học mới 2020-2021 tại cụm trường Tiểu học Nguyễn Du, Trung học cơ sở Lê Quý Đôn và Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai. Cùng tham dự lễ khai giảng còn có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai, lãnh đạo các sở ngành liên quan và đông đảo phụ huynh, thầy cô giáo và học sinh ba nhà trường. Năm học 2019-2020 với chủ đề Vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học kỷ cương, văn hóa, chất lượng giáo dục, thực chất. Các trường trong cụm giáo dục phường Kim Tân, thành phố Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với nhiều thành quả đáng tự hào. Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và nâng cao. 100% học sinh trường Tiểu học Nguyễn Du hoàn thành chương trình tiểu học với kết quả tốt. Nhà trường đã tổ chức nhiều tiết học kết nối với các trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh hình thức dạy học theo dự án đổi mới giáo dục STEM, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý nhà trường. 40,1% học sinh trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn xếp loại hoàn thành xuất sắc năm học 2019-2020. Đối với trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai năm học vừa qua cũng đạt được thành tích xuất sắc. Quản lý điều hành hầu hết các hoạt động thông qua hệ thống ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, triển khai dạy học mô hình giáo dục STEM các môn học. Năm học 2019-2020, địa bàn thành phố Lào Cai có trên 34.000 học sinh cấp trung học cơ sở, tiểu học và mầm non. Trong năm học, tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, học sinh phải nghỉ học nhiều, nhiều nội dung chương trình phải dạy và học trực tuyến, nhưng chất lượng giáo dục vẫn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính liên thông bền vững, hoàn thành nội dung năm học trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Chất lượng đại trà được giữ vững, chất lượng mũi nhọn chuyển biến hơn so với năm học trước. Hoạt động kiểm soát phân tích chất lượng được tổ chức thường xuyên liên tục, có hệ thống từ giáo viên đến nhà trường. Chất lượng dạy và học ngoại ngữ của các nhà trường đã được kiểm soát và nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ chuyên cần các trường vùng cao tiếp tục được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi có bằng trung học cơ sở tiếp tục tăng so với năm trước. Phát biểu chia vui với thầy và trò cụm trường phường Kim Tân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh chúc mừng những kết quả nổi bật của ba trường trong năm học vừa qua. Với quyết tâm thành lập một tổ hợp giáo dục chất lượng cao của tỉnh, Lào Cai đã đầu tư xây dựng khu liên trường hiện đại với nguồn vốn lên tới 300 tỷ đồng, gồm 75 phòng học, 33 phòng bộ môn và phòng làm việc, trang thiết bị đủ khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của gần 3.000 học sinh. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh tin tưởng đây là điều kiện để các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngang tầm trường học của một số nước trong khu vực. Tôi đề nghị ngành giáo dục tập trung chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh thi đua đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn ba đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và giáo dục STEM, đặc biệt là ngoại ngữ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng hội nhập, và các trường đẩy mạnh đổi mới tư duy, phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hóa, tiếp tục nâng tầm về chất lượng, hiệu quả giáo dục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp tham gia nhiều hơn nữa vào công tác giáo dục của các nhà trường, tạo điều kiện để củng cố toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đến dự tặng quà cho học sinh nghèo tại xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021. Cùng dự về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Mường Khương. Năm học 2020-2021, cùng ba trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã Tả Gia Khâu có 685 học sinh. Trong đó các trường chào đón 52 em học sinh vào lớp 1, 55 em học sinh vào lớp 6. Tỷ lệ tuyển sinh các lớp đầu cấp đạt 100% kế hoạch được giao. Giao nhiệm vụ cho các nhà trường vào năm học mới, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các cấp, các ngành huyện Mường Khương tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo,
các thầy cô giáo và các em học sinh xã Tả Gia Khâu cần nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao. Tại lễ khai giảng, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao 50 suất học bổng, tổng trị giá là 50 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó của xã Tả Gia Khâu. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và các đơn vị đã tặng quà và nhiều suất học bổng cho học sinh trên địa bàn xã. Thưa quý vị và các bạn, đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Lào Cai, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn nhà trường sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, không ngừng thi đua dạy tốt, học tốt, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, phấn đấu thành trường trọng điểm ngang tầm với các trường có chất lượng cao của tỉnh và khu vực. Đánh những hồi trống đầu tiên khai giảng năm học mới và phát biểu tại lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong ghi nhận những cố gắng nỗ lực của tập thể nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một trường chuyên biệt, tạo được niềm tin uy tín với cấp ủy chính quyền các cấp, cha mẹ học sinh và nhân dân trong tỉnh. Năm học 2020-2021 là năm học thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn thầy và trò trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh phấn đấu thi đua đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giáo dục ngày càng cao của xã hội, trở thành trường phổ thông dân tộc nội trú trọng điểm của tỉnh và khu vực, tạo nguồn đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số cho tỉnh. Các thầy, cô giáo của nhà trường sẽ thực sự là đầu tàu trong thực hiện đổi mới các hoạt động giáo dục, xác định hoạt động giảng dạy, giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu là nhiệm vụ chính trị quan trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước. Với các cháu học sinh, tôi rất mong các cháu xác định mình thực sự vinh dự, tự hào và hạnh phúc khi được học trong ngôi trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. Từ đó, tích cực tu dưỡng, chủ động, sáng tạo trong học tập và rèn luyện đạo đức, tác phong, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, phát triển toàn diện, phát huy hết những năng lực, sở trường của mình, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi, tương lai trở thành những cán bộ người dân tộc thiểu số của tỉnh. Phát huy truyền thống của một trường là điểm về giáo dục dân tộc của tỉnh. Năm học vừa qua, chất lượng giáo dục toàn diện của trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai tiếp tục được củng cố. Tỷ lệ học sinh giỏi khá, tăng gần 10% so với năm học trước. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, nhà trường có 171 học sinh đỗ tốt nghiệp với điểm bình quân xét tuyển đại học là 23 điểm. 8 học sinh được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục duy trì, củng cố chất lượng dạy và học. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tận tâm, cống hiến, tâm huyết với nghề. Để 525 em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại một số trường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và huyện Bảo Yên đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại cụm trường Mầm non Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trung học Cơ sở xã Xuân Thượng. Năm học 2019-2020, các trường học trên địa bàn xã Xuân Thượng đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành giáo dục và đào tạo phát động với nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trung học Cơ sở Xuân Thượng được công nhận đạt mức kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2019. Có 22 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và hoàn thành chương trình giáo dục cho trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ là 100%. Tỷ lệ chuyển lớp đạt trên 98%. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, mong muốn các trường trên địa bàn xã phát huy những kết quả đã đạt được để duy trì chất lượng giáo dục trong năm học 2020-2021, quan tâm công tác quản lý học sinh bán trú, phòng ngừa bạo lực học đường và xâm hại trẻ em. Tính đến tháng 8 năm 2020, toàn huyện Bảo Yên có 42 trên 71 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2019-2020, có 833 học sinh của huyện đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đạt 100%. Nhân dịp này, đồng chí Vũ Xuân Cường đã cho bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở xã Xuân Thượng. 20 suất học bổng và nhiều phần quà đã được trao cho các em học sinh trên địa bàn xã. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự và đánh tiếng trống bắt đầu năm học. Năm học 2019-2020, trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai đã xây dựng và duy trì nền nếp kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Năm học vừa qua, học sinh nhà trường luôn đứng thứ hạng cao tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh. Có 7 học sinh lớp 12 giành được các học bổng có giá trị cao từ các trường đại học danh tiếng của Australia, Mỹ. 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Số giáo viên dạy giỏi tăng qua các năm. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường biểu dương và ghi nhận những kết quả và thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua. Đồng chí mong muốn tập thể cán bộ giáo viên nỗ lực phấn đấu để nhà trường đứng top 20 trong 73 trường trung học phổ thông chuyên toàn quốc, nâng cao hơn nữa chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh nghiên cứu khoa học, chú trọng xây dựng môi trường để sử dụng thành thạo ngoại ngữ tin học, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành. Tại lễ khai giảng, 38 học sinh đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 28 em được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Giàng Siêu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tả Cụ Tỉ, huyện Bắc Hà. Năm học 2019-2020, mặc dù còn nhiều những khó khăn, song ngành giáo dục và đào tạo của huyện Bắc Hà đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, không ngừng đổi mới trong công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo. Trong đó, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tả Cụ Tỉ 1 đã đạt 2 giải trong cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp huyện. Mô hình bán trú tự quản và trường học gắn với thực tiễn luôn được quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giàng Xeo Vân đã biểu dương và ghi nhận những kết quả và thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua và mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên nhà trường cùng đồng lòng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm học đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tại trường tiểu học Bản Sen, huyện Mường Khương, đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới dự và đánh tiếng trống khai giảng năm học mới. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2020-2021, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mai Đình Định biểu dương các nhà trường đã vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia và tập thể lao động tiên tiến xuất sắc ở cả 3 cấp học. Đồng chí mong muốn các thầy cô giáo ở Bản Sen nói riêng, huyện Mường Khương nói chung tiếp tục nêu cao tinh thần vì học sinh thân yêu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thi đua dạy tốt, học tốt, các em học sinh thi đua chăm ngoan học giỏi. Năm học này, toàn huyện Mường Khương có tổng số 1.567 cán bộ quản lý giáo viên với trên 20.000 học sinh ở các cấp học. Năm học vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song ngành giáo dục và đào tạo huyện Mường Khương có nhiều đổi mới trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra. Toàn huyện có thêm 6 đơn vị trường học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần ở các cấp học duy trì với tỷ lệ trên 97,8%. Đồng chí Lý Sâu Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng và chung vui với các nhà trường xã Diễn Sáng, huyện Bát Sát. Năm học qua, với sự quan tâm của các cấp các ngành, cơ sở vật chất các trường học ở Diễn Sáng đã được đầu tư nâng cấp khang trang, cảnh quan trường lớp được xây dựng xanh sạch đẹp, an toàn. Nhờ vậy mà tỷ lệ chuyên cần khối mầm non, tiểu học đạt 99%, khối trung học cơ sở đạt 97%, tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 99%. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lý Sâu Dìn biểu dương và mong muốn thầy và trò các nhà trường bước vào năm học mới với quyết tâm, khí thế mới, đội ngũ giáo viên trau dồi phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các em học sinh tích cực tu dưỡng, sáng tạo trong học tập và rèn luyện để phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Năm học 2020-2021, toàn huyện Bát Sát có trên 21.000 học sinh ở với 3 trường tiểu học, 23 trường trung học cơ sở và 20 trường mầm non. Đến thời điểm này, 100% các trường học trên địa bàn huyện đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới. Tại thị xã Sapa, đồng chí Giàng Mạnh Nhà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự lễ khai giảng năm học mới, chúc mừng thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Phùng, thuộc liên trường xã Thanh Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Năm học 2019-2020 đã thực sự mang lại bước tiến lớn trên địa bàn xã Thanh Bình. Tổng số học sinh của liên trường cuối năm học 2019-2020 là 660 học sinh với 31 lớp. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ chuyên cần của nhà trường thường xuyên duy trì trên 97%. Đời sống học sinh bán trú được quan tâm chú đáo, đảm bảo an ninh an toàn trong trường học. Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao. Mô hình trường học gắn với thực tiễn được chú trọng. Kết quả, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Phùng được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2020-2021, thị xã Sapa có 64 trường học ở các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông với 808 lớp trên 21.280 học sinh. Ngành giáo dục Sapa cũng đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại địa phương. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tới dự đánh trống khai giảng tại cụm trường xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng. Xã Phú Nhuận có 7 trường học với trên 2.000 học sinh, 188 giáo viên nhân viên, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong năm học 2019-2020, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng các trường có nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo trong tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh biểu dương và ghi nhận những thành tích mà cán bộ giáo viên các trường đã đạt được trong năm học 2019-2020. Đồng chí đề nghị các nhà trường cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng thành công và hiệu quả các mô hình trường học, tạo điều kiện để các em học sinh cũng như thầy cô giáo phát huy khả năng, tính chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động. Huyện Bảo Thắng hiện có tổng số 74 trường học với trên 27.000 học sinh và trên 2.000 thầy giáo, cô giáo. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên thường xuyên được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao, đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Năm học vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng trường mầm non số 1, trường tiểu học thị trấn, nông trường Phong Hải số 2, huyện Bảo Thắng đã làm tốt việc huy động trẻ ra lớp với tỷ lệ 100%, duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mức độ 3. Số học sinh tham gia kỳ thi các cấp được nâng lên. Nhiều thầy cô giáo tâm huyết cố gắng vươn lên trong công tác và là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Toàn Thắng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lào Cai ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của các nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua và mong muốn các nhà trường tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động sáng tạo của các em học sinh. Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại hai trường diễn ra ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Phạm Hùng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại cụm trường xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Năm học 2019-2020, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp của Nậm Lúc đạt 99,8%. 100% học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học. Chất lượng học sinh trung học cơ sở, học sinh giỏi và học sinh năng khiếu được nâng cao. Đội ngũ giáo viên ngày càng được kiện toàn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức. Với những nỗ lực vượt bậc, trường mầm non và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Lúc đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học mới 2020-2021, toàn huyện Bắc Hà có 63 trường và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên với hơn 20.000 học sinh, hơn 1.800 cán bộ giáo viên. Trong năm học mới này, ngành giáo dục huyện Bắc Hà đề ra 9 mục tiêu cụ thể, 3 lĩnh vực tạo chuyển biến đột phá và 7 giải pháp trọng tâm nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng hệ thống trường trọng điểm chất lượng và hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú. Phấn đấu trong giai đoạn 2020-2025, Bắc Hà là đơn vị điển hình giáo dục vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai. Đồng chí Lưu Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện một số sở ngành của tỉnh và huyện Simacai đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại xã Luồng Thần, huyện Simacai. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn những diễn biến phức tạp, các em học sinh đã được các thầy cô giáo hướng dẫn triển khai công tác phòng chống dịch theo đúng quy định ngay từ những ngày đầu đến trường.
Sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Giàng Thị Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện một số sở ban ngành của tỉnh và thị xã Sapa đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Liên trường Mầm non Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Hầu Thảo, xã Mường Hoa, thị xã Sapa. Năm học 2020-2021, xã Mường Hoa có trên 1.100 học sinh với gần 100% là con em đồng bào dân tộc Mông theo học ở các bậc học. Trong năm học qua, tỷ lệ chuyên cần của các nhà trường đạt gần 90%. Cán bộ giáo viên nhà trường luôn nêu cao tinh thần vì học sinh thân yêu, quan tâm đến học sinh, nhất là học sinh con em đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, học sinh học bán trú, giúp các em phát triển nhân cách, tri thức và hướng đến phát triển toàn diện. Sáng ngày 5 tháng 9, 86 trường học trên địa bàn huyện Văn Bàn cũng đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng trang trọng và đầy ý nghĩa. Năm học vừa qua, công tác giáo dục của huyện Văn Bàn tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Trên 2.200 học sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi các cấp, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông đạt tỷ lệ là 98%. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên tiếp tục được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Năm học vừa qua đã công nhận mới 4 trường, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 72 trên 86 trường. Tại lễ khai giảng, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và huyện Văn Bàn đã chúc mừng kết quả đạt được của các nhà trường, đồng thời yêu cầu các xã thị trấn, các đơn vị trường học tiếp tục bám sát đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9, cùng với các địa phương trên cả nước, hơn 200.000 học sinh của tỉnh Lào Cai đã nô nức tham dự lễ khai trường. Năm học 2020-2021 chính thức bắt đầu với rất nhiều niềm vui cho cả thầy và cho các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Phóng sự được thực hiện tại vùng cao Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. 6 giờ sáng, từ các nẻo đường của thôn Gia Khấu, học sinh đã ríu rít gọi nhau tới trường. Hôm nay là một ngày cuối tuần đặc biệt, một ngày mà các em đã háo hức chờ đợi từ rất lâu. Ngày hôm nay bố mẹ phải đi làm nên không đưa em đến trường được, nhưng bố mẹ đã chuẩn bị sẵn quần áo cho em. Em rủ các bạn đi học rất sớm để còn làm lễ khai giảng. Đối với các em học sinh bán trú, tâm trạng cũng phấn khởi không kém. Từ sáng sớm, các em đã quần áo chỉnh tề, sẵn sàng hướng tới lễ khai giảng ngày hôm nay. Hôm nay con cảm thấy rất vui vì hôm nay là khai giảng. Con dậy sớm để dọn dẹp vệ sinh, mặc quần áo đẹp để khai giảng. Các bạn ở trong phòng ai cũng thấy rất là vui. Đáp lại sự mong chờ của các em nhỏ, buổi lễ khai giảng hôm nay đã thực sự trở thành một ngày hội. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các trò chơi dân gian được tổ chức tạo nên bầu không khí hết sức sôi nổi. Đặc biệt, không chỉ là ngày hội của thầy và trò vùng cao. Ngày khai giảng còn là dịp để cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân dành sự quan tâm đến thế hệ tương lai của đất nước. Hơn nữa, đối với địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn như ở Ngũ Chỉ Sơn, thì sự quan tâm của gia đình tới sự học của con em mình trong dịp này càng trở nên ý nghĩa. Trong tháng tới thì cấp ủy chính quyền sẽ tiếp tục phối hợp cùng với ban giám hiệu nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh tạo điều kiện tốt nhất để các em có cái cơ hội để đến trường, đảm bảo cả chất lượng về số lượng. Thứ hai nữa là trong tháng tới sẽ tiếp tục là đầu tư thêm một số cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị dạy học cho nhà trường để đảm bảo cái công tác dạy học. Phụ huynh học sinh thì cũng là thường xuyên phối hợp cùng với nhà trường, thứ nhất là lao động vệ sinh, chỉnh chu cảnh quan trường lớp, trang trí lớp học cũng như là tạo thêm những cái môi trường học tập cho các em để cho các em có thêm hứng thú hơn để khi đến trường. Và đặc biệt nhất là có một số những em học sinh mà nhỏ mà ở xa thì bố mẹ cũng thường xuyên là đưa đón tận nơi và quan tâm nhất đến với học sinh. Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, hôm nay bầu trời đã trong xanh trở lại. Và sau rất nhiều khó khăn vất vả, một ngày khai trường rộn ràng đã chính thức mở ra một năm học mới đầy niềm tin và hy vọng với thầy trò vùng cao Lào Cai, hướng tới những thắng lợi mới trong sự nghiệp trồng người. 8 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số thu ngân sách nhà nước qua cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm mạnh so với cùng kỳ. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh thì đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.111 tỷ đồng, đạt 54% dự toán trung ương giao, đạt 46% so với dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao và bằng 82% so với cùng kỳ năm 2019. Các khoản thu sắc thuế đạt thấp so với dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh giao
và thấp so với cùng kỳ, như thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực ngoài quốc doanh và thu phí lệ phí. Để tăng nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ tiến hành rà soát các khoản thu sắc thuế đối với các dự án mới đi vào hoạt động, thu kịp thời số phát sinh của các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tăng cường các biện pháp đôn đốc nợ, cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định, đẩy mạnh đôn đốc các khoản kiến nghị tăng thu qua thanh tra kiểm tra và các khoản hết thời gian gia hạn nộp vào ngân sách nhà nước, quyết tâm hoàn thành số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ở mức cao nhất. Trong 8 tháng đầu năm 2020, huyện Bảo Yên trồng mới được trên 1.228 hectare quế, nâng tổng diện tích quế toàn huyện lên 21.278 hectare. Trong đó có trên 11.000 hectare quế đang cho thu hoạch cành và lá, gần 8.900 hectare cho thu hoạch vỏ. Hiện các vùng nguyên liệu quế được quy hoạch phát triển ngày càng tăng. Diện tích quế tăng giúp tỷ lệ tán che phủ rừng năm 2020 đạt 59,5%, cao hơn 3,5% so với trung bình của cả tỉnh. Hiện tại, huyện đang tiếp tục triển khai quy hoạch mở rộng. Nhiều hộ dân đang tích cực chuyển đổi những diện tích cây sắn kém hiệu quả sang trồng quế. Theo giá thị trường, ở thời điểm hiện tại là 1.800 đồng trên kg cành lá và 55.000 đồng trên 1 kg vỏ quế. Mức giá này được xem là ở mức cao, đem lại nguồn thu không nhỏ cho người trồng quế. Theo hoạch toán của người trồng quế, một hecta quế người dân thu hoạch được khoảng 800 đến 850 triệu đồng. Hiện một số hộ dân ở xã Vĩnh Yên, Xuân Hòa, Lương Sơn, Thượng Hà, Minh Tân còn thu được tiền tỷ từ loại cây trồng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.